À, nhà rột, nhà rột. Chơi cái gì nữa? Tôi đang mệt nha, tôi không đùa với cậu nha. Nằm xuống, tôi lau chán cho. Bắt khô dùm cái. Ai chỉ cậu cái phương pháp cổ xưa đấy? Thì tôi thấy chủ cũ của tôi làm vậy nên là tôi bắt chước theo. Nói thật nha, chắc chủ cũ của cậu là mấy bà mẹ ngày xưa đúng không? Cho nên mới có mấy cái phương pháp này. Bây giờ người ta dùng miếng giá hạ sốt hết rồi, chi cực khổ vậy. Mà anh có bị bệnh thiệt không vậy? Bị bệnh mà cái miệng li chi li chi li chi. Không, tôi bệnh giả, sốt giả, ho cũng là giả. Tôi cố tình làm vậy để cậu quan tâm tôi đấy. Vậy mà chả quan tâm được miếng nào. Tôi không quan tâm anh, tôi ngồi đây làm chi? Mà tôi không quan tâm anh chỗ nào, anh nói coi. Quan tâm chả ai sờ chán bằng chân hết. Rồi lắp cái khăn lạnh toàn nước là nước. Vậy kiếm người khác quan tâm anh đi. Ý tôi không vậy. Tự nhiên cọc ngang. Đang dẫn vui mà.